Mình mới vừa ra tới đồng luôn cả nhà ơi. Tết quá trời gộ rồi. Để mình đi bắt mình quay có mình sẽ quay cho cả nhà xem nha cả nhà. Quá trời ếch nó kêu rồi. Nước mênh mông luôn. Mình mới xuống tới bờ nè. Thôi mình tiến hành đi bắt nha cả nhà. Khi nào có mình sẽ quay cho cả nhà xem. Đây con cặp nè cả nhà ơi. Mệt xuống rồi cả nhà ơi. Nãy giờ mưa lâm râm mình không có quay được nha cả nhà. Mình bắt từ giờ 4-5 con rồi. Cặp rồi hết cái quá bự cả nhà, hết cái dưới quá bự rồi. Mình thử đi, cá quá bự cả nhà ơi, quá to, hết sức to hết cái. Quá đã một cái luôn. Cái cả 300 gram ở nhà. Quá to một cá ớt này. Nó đực trên một xíu. Quá hư một cái. Lúc ngoài nó ớt cá hết sức to. Mình mới vừa bắt một cặp xong là mình ngó lên cái mình thấy một cặp nữa nè cả nhà ơi. Còn nhỏ hơn cặp nãy cả nhà. Quá trời đã, con này ớt chằng quét luôn cả nhà. Quá bự ớt hết cả nhà, để mình chụp hình nữa cả nhà ơi. Quét hết luôn. Cặp này chắc 300 gram. Ớt bành 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 không. Thấy ham cả nhà. Mới ngó lên cặp nữa nè cả nhà ơi. Quá đã rồi nè cả nhà. Con này 3 cặp rồi. Cặp nãy 300 gram, cặp này không biết nhiêu đây. Con này 3 cặp luôn đó nha. Thôi, cặp cũng lứa bự à các nhà ơi. Quá đã nằm trên cặp nãy luôn. Quá đã các nhà. Thấy ham không? Bành bành không nào ơi. Ôi thấy ham. Cặp này cỡ cũng 300 gram đó nha ơi. Thế hai cặp hết 600 gram hết đó nha. Bành bành không thấy ham thấy ha. Phê luôn. Bắt kiểu này không thấy ham nữa thì thôi luôn. Đồng mình ếch dữ lắm cả nhà ơi. Đây nữa là mình ngó lên nó này cặp nữa cả nhà ơi. Lúc này luôn. Cặp này thấy cặp mắt quá bự rồi. Chà, nó nhảy xuống cả nhà. Trong vòng 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 gần gần khu này là 4 cặp luôn đó. Cặp này mới cặp thứ 4.
quá đã. Cái này nó nằm trên đường bờ kìa kìa. Mình ra cái đường này. Nằm trên đường bờ cả nhà ơi. Cặp này nhỏ nằm trên đường bờ, thấy nó mắt nó bự, nó cao, nó ham không đã cả nhà. Cặp này cỡ 250 gram ạ, nhỏ hơn mấy cặp trước. Gặp mình lợi gần tới rồi, nó nhảy bường bường, nhảy được cái trên tí xíu à. Cái mạnh quá, trời trời. Mình mới thấy cặp nữa nè cả nhà ơi, mệt à. Cặp hai con vậy thôi mình mới thấy nó mệt xuống. Nó phải không đây? Ô, con một cả nhà. Con hả, hai con ta. Ô, con một à. Nó đang cặp không. Nó mệt xuống. Nó ham luôn á. Mình mới vừa bắt con cặp xong là mình ngó lên cái mình thấy con cặp nữa nè cả nhà ơi. Này nhỏ hơn cặp nãy cả nhà. Quá trời đã, con này ớt chằng quét luôn cả nhà. Quá bự ớt ha cả nhà, để mình chụp hình với cả nhà ơi. Quét ớt luôn. Cặp này chắc 300 gram. Ớt bành 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 không. Thấy ham cả nhà. Mới ngó lên cặp nữa nè cả nhà ơi. Đó, đã rồi này nữa cả nhà. Khu này 3 cặp rồi. Cặp này 300 gram, cặp này không biết nhiêu đây. Khu này 3 cặp luôn đó nha. Oh, cặp cũng lứa bự à cả nhà ơi. Quá đã, nằm trên đất nãy luôn. Quá đã cả nhà. Thấy ham không? Đó. Bành bành không nào ơi. Ôi thấy ham. Cặp này cỡ cũng 300 gram đó nha ơi. Thấy hai cặp hết 600 gram hết đó nha. Bành bành không thấy ham thấy ha. Phê luôn. Bắt kiểu này không thấy ham nữa thì thôi luôn. Đồng mình ếch dữ lắm cả nhà ơi. Đây nữa là mình ngó lên nó này cặp nữa cả nhà ơi. Lúc này luôn. Cặp này thấy cặp mắt quá bự rồi.
Chà, nó nhảy xuống rồi nha. Trong vòng 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 gần khu này là 4 cặp luôn đó. Cặp này mới cặp thứ tư. Quá đã. Cái này nó nằm trên đường bờ kìa kìa. Mình ra cái đường. Nằm trên đường bờ cả nhà ơi. Cặp này nhỏ, nằm trên đường bờ, thấy nó mắt nó bự, nó cao. Nó ham không? Đã hay cả nhà. Cặp này cỡ 250g ạ. Nhỏ hơn mấy cặp trước. Giờ mình về tới nhà cả nhà ơi. Đây là mình được nhiêu ếch rồi cả nhà ơi. Này ếch tốt không à. Cả 4-5kg cả nhà ơi. Quá nặng nè. 4-5kg á. Ếch bự bự không? Hôm nay như mớ ếch nhỏ nữa mà mình không có bắt ra cả nhà ơi. Mình để trong cái gọng mà. Còn ếch bự này mình tiễn mình đi căng cho người ta cả nhà ơi. Thôi video mình cũng tới đây cũng đã kết thúc nha cả nhà. Cả nhà nhớ cho ủng hộ cho mình một like và đăng ký kênh và chia sẻ cho mình nha. Để cho mình có cái động lực để mình đi săn bắt ếch. Săn bắt này, săn ếch với bắt cái này cái kia cho cả nhà xem nha cả nhà. Rồi bye bye cả nhà nha.